Chào quý vị và các bạn, tôi là Trần Minh. Tôi hôm nay tiếp tục chia sẻ một cái review về một cái dự án cũng rất là lớn của tập đoàn FLC. Đó là dự án FLC Quảng Ngãi, mà gần đây nhất thì rất là nhiều thông tin liên quan đến dự án này. Thì thưa các bạn là tôi năm ngoái tôi đã từng vào đi tham quan dự án này rồi, thì tham quan cái địa điểm này rồi, Quảng Ngãi. Thì ngay từ năm ngoái đã có thông tin là triển khai dự án này, nhưng mà sau đó thì bị liên quan một số thứ vấn đề liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, và đến tận bây giờ thì tập đoàn mới triển khai được. Thì với một cái dự án như này thì tôi sẽ nói về mấy phần. Đầu tiên là chúng ta nói về mặt cái quy trình của dự án này, tức là những cái giai đoạn của dự án này sẽ như nào để mọi người mua và mua như thế nào. Cái thứ hai là chúng ta hoàn toàn nhìn nhận ra được cái tiềm năng của vùng này. Thì các bạn biết rồi là trong cái xu hướng phát triển chung của bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng thì Quảng Ngãi sẽ là một địa phương tiếp theo sau Đà Nẵng, sau Nha Trang, sau Hội An, sau Vũng Tàu, sau Phú Quốc, rồi là Quy Nhơn, rồi gần nhất là Quảng Bình, đến bây giờ đến Quảng Ngãi. Và Quảng Ngãi cũng là một địa phương mà các bạn biết rồi là chúng ta là một đất nước dọc ven biển, có rất nhiều các cái tỉnh thành ven biển mà chưa khai thác, rất đẹp, đúng không ạ? Thì Quảng Ngãi sẽ là địa điểm tiếp theo. Tôi nhớ năm ngoái tôi vào thì thật sự nó cũng rất ấn tượng với cái cảnh đẹp Quảng Ngãi, nhưng mà cơ bản thì dân còn quá nghèo, các bạn là dân còn quá nghèo, còn quá hoang sơ. Đâm ra là để mà chờ phát triển được như Nha Trang hay Đà Nẵng nó định hình sẵn rồi thì mất một khoảng thời gian rất là dài. Thì cũng kỳ vọng rằng là những cái tập đoàn FLC sẽ làm tốt các sản phẩm của mình để mà mang lại những cái địa điểm đẹp, du lịch đẹp cho những cái địa phương như vậy. Rồi, chúng ta sẽ lập qua thông tin một chút về dự án này. Đây gọi là một quần thể dự án, tại vì nó rộng tới gần, nó có tổng dự án diện tích gần đến 4.000 ha rồi các bạn. Đây, các bạn biết rằng là địa vị trí của dự án thì ngay ở xã Bình Châu, Bình Phú, Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cái chỗ này tôi nhớ năm ngoái khi tôi đi vào cũng khá là khó đi, khá là khó tìm, và cả cái gọi là cái thị trấn hay thị xã Quảng Ngãi thì nó rất là nhỏ và có cả một cái, tức là nó rất là hoang sơ, rất là nghèo. Thì chính vì vậy chúng ta có nhiều cơ hội, đúng không ạ? Và diện tích của dự án là tới 73.800 ha, gần như vậy là gần 4.000 ha, các bạn, đúng không ạ? Rất lớn. Tổng giai đoạn, tổng những cái dự kiến, tổng mức đầu tư là 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 1. Như vậy là dự án này chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chứ không phải giai đoạn 1. Và đây các bạn, quần thể nghỉ dưỡng đã có tất cả sản phẩm, từ khách sạn, từ resort, từ biển, từ trung tâm ngụ nghỉ quốc tế, từ khu giải trí. Thì những cái này chúng ta đã gặp những rất nhiều của các sản phẩm của FLC, ví dụ là Quy Nhơn hay là Quảng Bình, thì chúng ta hoàn toàn đã gặp rồi, chúng ta đã gặp sản phẩm như vậy rồi. Và gần đây nhất thì đã khai trương, tức là đã động thổ dự án này. Thì những cái thông tin về dự án thì quý các bạn hoàn toàn là tìm trên website của tập đoàn FLC và trên mạng. Đây, gần đây nhất là ngày 30 tháng 6 là vừa động thổ một cái dự án rất lớn. Các bạn có thể nhìn đây trên cái bản đồ map của nó đây. Cái bãi biển là Bình Châu, tôi đã vào thì nó có cái vị trí rất là đẹp, nó có một cái gọi là mỏm đá ra, và nó gọi là đá hoa thạch ấy, nhưng nó rất đẹp, nhưng nó rất là nhỏ thôi. Và rõ ràng hiện tại thì dự án vẫn là một phần giai đoạn một, là phần khu này, và đang bán đoạn này là phần khu Litter này, đúng không ạ? Thì giai đoạn một đã gồm 4 phân khu chính là phân khu Roco này, phân khu The Hill, phân khu Litter và phân khu The Bay. Thì bốn, thực ra thì ở cái vị trí rất là đẹp, một các bạn thấy là một chuỗi dài bao biển luôn. Và hiện tại đất ở đây thì toàn bộ đất nông nghiệp, đất rừng và cộng số dân, thì hiện tại chúng tôi được biết là đã giải phóng đền bù và di chuyển dân ra khu tái định cư khác. Và toàn bộ FLC sẽ bám toàn bộ mặt vịnh này, cái mặt vịnh này nó sẽ kéo dài tầm đó khoảng tầm 6-7 cây gì vậy, cả giai đoạn 1, giai đoạn 2, 6-7 cây như vậy. Và cái vị trí nó rất là đẹp, sang ngoài này chính là cái đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn cũng là đảo rất là đẹp, và cách chỗ từ dự án là cách là đảo Lý Sơn tầm 25 km, thế có thể sang này cho đây có thể là bến du thuyền và đi ra cái đảo Lý Sơn ngoài xa kia. Và dự án này thì cách trung tâm của Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 40 phút đi ô tô. Cái hàng hóa 40 phút ô tô, và hiện tại di chuyển ở đây cũng khá là khó khăn đó. Thì đây là cái mặt bằng chung của cái 4 cái giai đoạn 1 mà chúng ta từng thấy rồi. Đấy, gồm Roco này, The Hill này, đây có biệt thự sân golf, đúng không ạ? Roco thì có thể là những cái biệt thự ở trên đồi, nhìn ra biển đây. Đấy, sân golf, The Hill, Homeland, khu nhà shop house. Hiện tại đang bán phân khu này và khu The Bay, các bạn biết rồi, nhìn này, nó bao gồm khách sạn, villa. Thì có thể là FLC sẽ đứng lên làm dự án và làm các tiện ích chung, và có thể là phân phối cho chủ tư tư cấp khi bán sản phẩm đi kèm. Và để làm một cái dự án như này thì tốn rất nhiều thời gian và nhiều vốn, nhiều công sức.
Đến Quảng Ngãi thì hiện tại thì đi chúng ta phải đến bằng sân bay, nhưng mà sân bay khá là nhỏ và ít, nên là nếu mà làm được quy như vậy chắc chắn là sắp tới lại sẽ phải nâng cấp sân bay Quảng Ngãi. Cũng giống như là các cái tỉnh thành khác muốn làm du lịch ở sân bay đã, tại vì muốn đến được chỗ đấy làm sân bay. Thì FMC các bạn biết rồi, FMC thì là một tổng quan, tức là một tổng, một chuỗi tư rất là lớn, họ làm rất nhiều thứ, từ máy bay, từ sân golf, từ nghỉ dưỡng, từ vân vân là vân vân, chứ không riêng một thứ. Thì hy vọng là họ sẽ làm tốt khu vực này. Đương nhiên rồi, ở khu này thì trước đây chỉ là đất nông nghiệp và đất hoang hóa, nên làm ra là việc là để mà lấy đất phát triển khu đô thị này thì tạo giá trị lớn cho các vùng này. Trước đây tôi nghĩ rằng là rất ít người đi Quảng Ngãi, nên là sau khi mà có khu du lịch này thì sẽ nhiều người đi hơn. Chỉ có một lời khuyên nhỏ, đây là cái vị trí chúng ta. Chỉ có một lời khuyên nhỏ, vì các bạn là tôi đã từng triển khai FLC Quảng Bình rồi, thì thời điểm đầu rất là chênh, là bán rất là chênh. Với những người mua sản phẩm này thì tôi khuyên những người ra này phải có tầm nhìn đầu tư dài hạn, tại vì giá bán đây tôi đang nhìn thấy rằng những shophouse mặt biển thì giá 16 triệu, và những shophouse bên trong thì giá khoảng tầm 8 9 10 triệu mét vuông đất, và có thể là bán đất cộng móng, giống như ở Quảng Bình là bán đất cộng móng và chưa tính tiền xây dựng, và sau này xây dựng có thể chủ tư xây. Và tôi cũng chưa đọc chính sách bán hàng, nhưng mà có thể là sẽ có chính sách hỗ trợ bán hàng. Và rõ ràng là những người mà đầu tư lướt sóng thì không nên tham gia những dự án như này, chúng ta nhớ như vậy nhé, những người đầu tư lướt sóng thì không nên tham gia những dự án như vậy. Như này, chúng ta xác định ở đây đầu tư phải đầu tư dài hạn, đầu tư lâu dài. Và rõ ràng với những dự án như này thì cái chủ tư, cái sự uy tín của chủ tư là rất 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 quan trọng. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là với cái việc phát triển FLC hiện tại thì tôi nghĩ rằng họ là một chủ tư uy tín để mà đủ tầm để phát triển dự án như này. Có thể chăng đó là hơi chậm rồi, có thể chăng nó hơi chậm. Thì tôi chỉ khuyên là với những người đầu tư dư tiền thì chúng ta khuyên là chúng ta có tầm nhìn đầu tư dài hạn, đầu tư dài hạn, đầu tư dài hạn với dự án này. Dài hạn ở đây thì có thể nói là trên 5 năm, thậm chí là 10 năm với dự án này, chứ đừng ai nghĩ rằng có thể đầu tư lướt sóng, tránh cái việc chúng ta bị tạo tâm lý mua chênh. Tại vì rất nhiều người đã từng mua chênh và đã thất bại, đặc biệt là những người đầu tư lướt sóng thì không lên và chắc chắn thất bại. Và rõ ràng chúng ta phải dư một khoản tiền. Với đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng là chúng ta có được không có không sao, như vậy là chúng ta phải dư hẳn một khoản tiền, thậm chí là quên khoản tiền đi trong một thời gian thì chúng ta hãng đầu tư, tránh cái việc là chúng ta mua sắm vay mượn, chúng ta mua mà chúng ta phải vay mượn quá nhiều, rất dễ ảnh hưởng về tài chính chúng ta, đúng không ạ? Với dự án này thì tôi nghĩ rằng là ở thời điểm này thì chúng rõ ràng là với cái việc huy động các cái đại lý, các cái đại lý và việc tổ chức bán hàng thì tôi cũng sẽ không kỳ vọng được nhanh được, không kỳ vọng để bán nhanh được. Rõ ràng là các dự án này sẽ bán trong dài hạn, vì một là cái diện tích quy mô của dự án rất là lớn, cái thứ hai là thị trường ở thời điểm này. Thị trường ở thời điểm này riêng FLC sẽ bị cạnh tranh bởi rất nhiều các sản phẩm cùng phân khúc và cùng tầm giá, và khách hàng có rất nhiều lựa chọn. Hai là Quảng Ngãi thì rõ ràng là cần rất nhiều thời gian để PR vùng lên, PR cái tỉnh Quảng Ngãi lên, PR các cảnh đẹp Quảng Ngãi lên thì mới thu hút được nhà đầu tư. Với một đại dự như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy sắp tới sẽ Quảng Ngãi sẽ PR rất mạnh trên báo chí truyền thông ở trên TV. Cái thứ hai nữa là như tôi nói rằng bán chậm là vì diện tích dự án lớn, hai là cái thời điểm này để hút vốn của nhà đầu tư nó cũng tương đối là khó khăn. Tương đối là khó khăn. Đây là chúng ta sẽ dự án này thì đương nhiên với các bạn sơ tham gia sẽ là phải là chậm và lâu dài. Thế còn bạn nào mà muốn đánh nhanh rút gọn thì khá khoai, khá là khó. Đấy, khá là khó. Đúng không ạ? Thì với dự án này thì chúng ta sẽ cần phải chờ chờ nhất trong vòng như Quảng Bình thì chúng ta phải chờ trong vòng mấy năm thì nó mới lên được. Và rõ ràng là chúng ta, tôi nói rồi, dự án này đầu tư dài hạn từ 5 năm 10 năm, và với các bạn chúng ta sẽ không kỳ vọng, không các quý vị các bạn đừng vội mua chênh, chúng ta sẽ không cần phải mua chênh, thoải mái mua, và dự án này sẽ bán kéo rất dài, kéo dài để chúng ta bán được. Nhưng tôi đánh giá rất là cao về một cái dự án đẹp Quảng Ngãi, vì tôi đi Quảng Ngãi rồi, mặc dù tỉnh còn rất là nghèo, rất là hoang sơ, nhưng mà những chính dự án này sẽ góp phần phát triển tỉnh Quảng Ngãi, đưa đến Quảng Ngãi đến nhiều người Việt Nam biết đến, và cũng nhiều người bạn bè trên thế giới đến. Ok, tôi chia sẻ như vậy thôi. Tôi là Trần Minh. Vì các bạn đã muốn trao đổi thông tin dự án có thể comment ở phần dưới. Đừng quên like và subscribe cùng kênh Trần Minh Bất Động Sản. Hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.